Thưa quý vị, tỉnh Tây Ninh đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thi công các dự án trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm đã được nâng lên. Ước đến hết tháng 1 năm 2025, tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Đến ngày 30 tháng 11, ước giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 73% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Ước giải ngân đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025 là trên 4.245 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 99,9% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh những bất cập, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công năm 2024.